vui được gặp lại quý vị trên kênh Điều Tra TV. Thưa quý vị, trong phòng biệt giam, tử tù thường ngủ vào ban ngày và thức vào ban đêm. Bình minh của họ là khi mặt trời lặn xuống. Các cuộc thi hành án tử hình bao giờ cũng bắt đầu vào lúc tờ mờ sáng và kết thúc vào trước lúc mặt trời mọc. Khi trời sáng thấy mình vẫn yên vị trong phòng biệt giam, ấy là lúc tử tù biết mình vẫn còn được sống. Có thể thấy dù ở ngoài xã hội họ là những tên giang hồ cộm cán hay những kẻ sát nhân máu lạnh, gây án không ghê tay. Nhưng đến khi bị kết án tử hình, tất cả đều có những diễn biến tâm lý khó diễn tả. Để có cái nhìn rõ hơn, mời quý vị và các bạn cùng chúng tôi theo dõi ngay sau đây. Khi tòa dứt lời tuyên án, có bị cáo mừng rơn vì sắp thoát khỏi cánh lao tù khi thời gian chấp hành án sắp hết. Thế nhưng có lúc lời tuyên án vừa dứt, bị cáo đổ gục, la hét, vật vã trong vòng tay cảnh sát. Đó là phút sinh tử của những tử tù khi bị tòa tuyên án chết. Phiên tòa xét xử bị cáo Phan Thị Huệ, 42 tuổi ở An Giang, diễn ra trong vánh. Nội dung vụ án đơn giản, thời gian xét xử cũng không dài, nhưng phút chia tay giữa bị cáo và những người thân khiến những người có mặt thấy lòng đau nhói. Trình bày lý do kháng cáo xin tha tội chết, Huệ nghẹn ngào nói trong nước mắt. Bị cáo cho biết mình sinh ra trong cảnh nghèo nên bị cáo thất học, từ nhỏ đã quen với việc buôn bán kiếm sống qua ngày. Lớn lên, lập gia đình xong, Huệ cùng chồng phiêu dạt nhiều nơi, sang cả Campuchia để đem hàng lậu như điện thoại, thuốc lá, vân vân về Việt Nam kiếm lời. Những chuyến hàng lén lút qua biên giới bằng đường tiểu ngạch lúc được lúc mất do sự truy xét gắt gao của cơ quan chức năng. Trong những chuyến xuất ngoại ấy, Huệ quen Phan Thị Hằng, sinh năm 1983, ở Thừa Thiên Huế, cùng là đồng minh buôn lậu, cùng cảnh trốn chui trốn lủi như nhau. Sáng ngày 17 tháng 10 năm 2011, khi Huệ đi xe máy từ Phnom Penh về Việt Nam thì được Hằng bỏ hai đôi dép vào túi sách, nhờ sách qua biên giới vào Việt Nam giao lại cho người của Hằng với tiền công là 10 đô la Mỹ. Khoảng 11 giờ cùng ngày, khi đến chốt kiểm soát Nam Hiệp Thành, Huệ bị lực lượng biên phòng thuộc đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Mộc Bài tuần tra phát hiện và bắt giữ. Theo kết quả giám định, 1.188 gram chất bột màu vàng nhạt chứa trong hai đôi dép đều là ma túy. Ngay lập tức, công an khám xét chỗ ở của gia đình Huệ nhưng không có bất cứ vật gì đáng giá. Hiện Hằng đã bỏ trốn, Huệ bị bắt và đưa ra xét xử với bản án tử hình. Tại tòa, người đàn bà ấy là một tử tù vừa khóc vừa lắc đầu kêu oan, khăng khăng cho rằng từ nhỏ tới giờ bị cáo chưa từng nhìn thấy ma túy, cũng không hề biết trong hai đôi dép ấy có chứa thứ chất bột chết người này. Khi nhận hai đôi dép từ tay Hằng, bị cáo có hỏi nếu bị bắt có bị đi tù không, thì Hằng cho biết không bị tù vì hai đôi dép trên chỉ là hàng trốn thuế thôi chứ không có gì đáng giá. Những lời khai ấy không thuyết phục được hội đồng xét xử vì theo kết quả điều tra, giữa Huệ và Hằng đã có những cuộc điện thoại kéo dài với người lái xe ôm gần biên giới để trao đổi về những chuyến đi. Tòa bác đơn kháng cáo, y án tử hình, đôi chân khuỵu xuống, bị cáo đổ gục dưới chân vành móng ngựa. Hai người con gái của bị cáo òa khóc, lao về phía bị cáo. Không ai nói được lời nào, họ nhìn nhau, gào khóc suốt đoạn đường dẫn giải đến chiếc xe thùng dành cho bị cáo. Có lẽ vì cảm động trước tiếng khóc của những đứa con, viên cảnh sát bảo vệ đã cho bị cáo nán lại vài phút, nắm tay, rồi ôm choàng đứa con gái út trước khi cánh cửa xe thùng khép chặt. Con ơi, mẹ có làm sao thì cũng ráng sống nha con phải hứa với mẹ là sống tốt nha, nhớ thay mẹ chăm sóc bà ngoại. Vừa nói với con gái út xong thì Huệ vội quay sang nói với người đàn ông đang ứa nước mắt đứng bên cạnh. Anh ráng mạnh khỏe để lo cho gia đình. Anh hứa với em sẽ thay em chăm sóc con, chăm sóc mẹ nhé. Có vậy, nếu phải chết thì em mới yên lòng. Người đàn ông đưa bàn tay thô ráp gạt ngang nước mắt, khẽ gật đầu. Chiếc xe thùng khuất dạng để lại những người thân đứng siêu vẹo giữa sân tòa. Trong một phiên tòa khác, bị cáo cũng bị tuyên án tử. Sau phần tuyên án là phút chia tay xé lòng giữa tử tù và những người thân. Đó là phiên tòa xét xử bị cáo Đoàn Văn Hùng, 27 tuổi, ở Bình Phước, phạm tội giết người. Nội dung vụ án cũng vẻn vẹn chưa đầy trang giấy, nhưng nỗi đau để lại cho người trong cuộc là không thể nguôi ngoai. Theo bản án sơ thẩm, khoảng 21 giờ ngày 10 tháng 10 năm 2010, anh Trần Văn Tiến cùng nhóm bạn đến uống bia hát karaoke tại quán Hương Tràm ở phường Phú Thịnh, thị xã Bình Long, tỉnh Bình Phước. Một lúc sau, trong lúc Đoàn Văn Hùng đang ngồi nhậu với Trần Anh Văn và Phạm Trường Ninh thì Ninh nhận được điện thoại của bạn là Huỳnh Thị Phương Thảo là tiếp viên quán Hương Tràm báo rằng có khách ở phòng 3 trong quán đang gây sự. Là đàn anh nên khi biết chuyện, Hùng và Văn liền lận dao vào người đi về quán để giải quyết.
tới nơi, cánh cửa phòng 3 vừa mở, anh Trần Văn Tiến từ trong bước ra, chưa kịp định thần thì đã bị Hùng rút dao đâm một nhát chí mạng vào người, dẫn đến tử vong. Gây án xong, Hùng bỏ đến nhà bạn là Hà Văn Tám, giấu dao rồi bỏ trốn. Hôm sau, nghĩ mình không thể thoát được lưới pháp luật, bị cáo Hùng đã ra đầu thú. Sự sơ thẩm, Tòa án Nhân dân tỉnh Bình Phước tuyên phạt Hùng mức án tử hình về tội giết người với tính chất côn đồ. Là đồng phạm của Hùng, Văn và Tám cũng bị lãnh án về một trong hai tội giết người và che giấu tội phạm. Sau đó, Hùng làm đơn kháng cáo xin tha tội chết. Ngay bị cáo ra tòa, người mẹ vợ già khọm cùng những người thân dắt díu theo hai đứa nhỏ đến nghe phiên xử. Vì còn nhỏ, một người phải đứng canh hai đứa trẻ đợi ở ngoài bởi trốn công đường uy nghiêm, đau xót ấy, vốn được coi là chỗ những đứa trẻ không được đặt chân. Cơ hội duy nhất để Hùng gặp mặt con là lúc tòa tuyên án xong, bị cáo được dẫn giải lên xe tù. Tòa bác đơn kháng cáo, giữ nguyên mức án tử hình. Khi Hùng bước xuống bậc tam cấp, hai người bà con lật đật ôm hai đứa trẻ chạy lại gần. Vợ Hùng đứng thẫn thờ, gương mặt cứ dại đi, chị vốn ngờ nghệch không được nhanh nhẹn như thường. Nhìn thấy con, kẻ từ tù òa khóc, đưa tay chơi với. Ngồi trên hông người bác, đứa con gái lớn hơn 2 tuổi nhìn cha ngơ ngác, rồi dán chặt mắt, nhìn chăm chăm vào chiếc còng số 8 trên tay bị cáo. Đứa con trai nhỏ hơn 1 tuổi thấy cảnh xô đẩy thì liền khóc lóc ré lên. Những người có mặt đều rưng rưng nước mắt. Lực lượng cảnh sát bảo vệ dành cho tử tù vài phút để tạm biệt người thân, bởi đây là cuộc chia tay nghiệt ngã, khiến ai chứng kiến cũng phải thấy mủi lòng. Người nhà vợ Hùng cho biết, Hùng đã mất cả cha lẫn mẹ từ lâu. Giờ đây, con của Hùng lại mất cha, từ thuở còn bước đi chập chững. Người vợ trẻ thì khờ khạo, không biết số phận hai đứa trẻ sẽ ra sao. Kẻ tử tù bước lên chiếc xe thùng với những bước chân nặng trĩu. Chiếc xe vụt lao đi, bóng hai đứa trẻ cùng người thân siêu vẹo giữa sân tòa trống hoác. Ở một vụ án khác, rạng sáng một ngày cận Tết Nguyên đán năm 2013, một số người dân ở ngoại ô thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương đi làm sớm đã phát hiện ra bên bãi đất trống ven đường Võ Văn Kiệt thuộc phường Phú Hòa thi thể một người bị đốt cháy đen. Nạn nhân được xác định là bà Trương Thị Mỹ Hạnh, 48 tuổi, ngụ quận 12, thành phố Hồ Chí Minh. Hơn 2 tuần sau là ngày 20 tháng 2 năm 2013, kẻ thù ác là Lê Trung Hiếu, là người tình sống chung như vợ chồng với bà Hạnh, bị công an bắt giữ khẩn cấp. Tại cơ quan điều tra, Hiếu khai nhận anh ta vốn đã có vợ và 2 con nhưng đã chia tay. Năm 2012, sau một lần đi chơi với bạn, Hiếu quen với bà Hạnh, là người phụ nữ đã mất chồng, hiện đang sống một mình trong căn nhà cạnh quốc lộ 1A thuộc quận 12. Mặc dù bà Hạnh lớn hơn 13 tuổi, song biết bà này có nhiều tài sản nên Hiếu nảy sinh ý định tán tỉnh để đào mỏ. Với tài ăn nói của mình, gã trai nhanh chóng được người phụ nữ quá bụa đặt trọn tình cảm và bà Hạnh đón Hiếu về nhà chung sống như vợ chồng. Nhưng một thời gian ngắn sau, phát hiện được Hiếu chỉ là kẻ ăn bám, lợi dụng tiền bạc chứ không yêu thương gì mình, bà Hạnh đã tức giận chửi người tình trước mặt bạn bè và yêu cầu chia tay. Mất mặt vì bị hạ nhục giữa chốn đông người, Hiếu nảy sinh ý định trả thù bà Hạnh. Biết người tình lớn tuổi thường xuyên đau ốm nên Hiếu mua thuốc chuột về, giấu trong lọ vitamin để trong nhà chờ cơ hội ra tay. Khoảng 17 giờ 30 phút ngày 31 tháng 1 năm 2013, bà Hạnh lên cơn đau bụng và nhờ Hiếu lấy thuốc dùng. Hắn liền lấy thuốc diệt chuột trộn lẫn với thuốc điều trị tiêu hóa cho người tình uống. Uống thuốc xong một lúc thì bà Hạnh sùi bọt mép, nằm xuống võng, mê man bất tỉnh. Thấy vậy, Hiếu khóa cửa lại rồi bỏ về nhà mẹ ruột ở quận Gò Vấp. Sáng hôm sau, Hiếu quay lại nhà bà Hạnh, thấy nạn nhân đã chết, hắn liền lau chùi hiện trường và nghĩ cách phi tang xác. Hiếu đi mua bao ni lông về, sau đó lột lấy toàn bộ tài sản trị giá khoảng 100 triệu đồng trên người nạn nhân, gồm 2 bông tai, sợi dây chuyền, bộ vòng, lắc, nhẫn, đồng hồ mạ vàng và điện thoại. Đến 22 giờ cùng ngày, Hiếu lấy dây điện trong nhà, trói xác theo tư thế ngồi xổm, rồi cho vào bao bố, buộc miệng bao lại bằng dây ni lông. Hung thủ bỏ bao bố có xác nạn nhân vào thau nhựa và lấy nhiều rổ nhựa trong nhà trồng lên trên, ngụy trang, giống như một món hàng mang ra chợ bán. Sau đó, Hiếu mua 10 lít xăng đựng vào can nhựa, rồi lấy xe máy của nạn nhân chở cái xác xuống ngoại ô thành phố Thủ Dầu Một tưới xăng đốt. Gây án xong, Hiếu mang xe nạn nhân về gửi tại bệnh viện 175 quận Gò Vấp và vứt thẻ xe, chìa khóa cùng giấy tờ vào thùng rác. Số tài sản cướp được, Hiếu đem bán được 1,5 lượng vàng SJC cùng 9 triệu đồng tiền mặt. Số vàng hắn mang về cho mẹ, còn tiền thì giữ lại tiêu xài. Để con bà Hạnh không nghi ngờ, hung thủ mua nhiều sim rác về tự nhắn vào điện thoại của mình với nội dung chửi mắng Hiếu quan hệ với bà Hạnh rồi đưa cho các con của bà này xem. Tuy nhiên, kế hoạch của Hiếu nhanh chóng bị cơ quan điều tra lật tẩy.
với tội ác đặc biệt nghiêm trọng đã gây ra, Hiếu bị Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh tuyên phạt mức án tử hình cho hai tội giết người và cướp tài sản. Hắn liền làm kháng cáo xin được ân giảm án tử. Cuối tháng 10 năm 2011, Tòa tối cao tại Thành phố Hồ Chí Minh đưa vụ án ra xét xử phúc thẩm. Trước vành móng ngựa, Hiếu khai báo quanh co, không chịu thừa nhận hành vi phạm tội. Anh ta cho rằng chỉ cho bà Hạnh uống thuốc giảm đau chứ không phải là thuốc chuột như trong nội dung bản án. Vị chủ tọa hỏi, thế tại sao trong bản lời khai ban đầu bị cáo lại thừa nhận là mình cho bà Hạnh uống thuốc diệt chuột? Do lúc đó bị cáo bị công an ép cung nên mới phải khai như vậy. Lúc đầu bị cáo nói chỉ cho uống thuốc giảm đau nhưng điều tra viên nói thuốc giảm đau thì làm sao mà chết người nên đã đánh đập bắt bị cáo phải khai là thuốc chuột. Thực sự thì bị cáo không liên quan đến cái chết của bà Hạnh, mong quan tòa suy xét. Hiếu trả lời và tiếp tục lý nhí. Bị cáo không liên quan đến cái chết của nạn nhân, sao lại đem xác người ta đi đốt? Nói về lý do khi người tình chết đã bỏ trốn, Hiếu cho rằng do sợ bị liên lụy. Bị cáo cũng không đốt xác như trong bản án mà chỉ chờ thi thể bà Hạnh về Bình Dương, còn ai đốt xác thì bị cáo không biết, hung thủ ấp úng. Trước thái độ không thành khẩn của bị cáo, vị chủ tọa lớn tiếng. Bị cáo nói mình không liên quan đến cái chết của bà Hạnh, thế tại sao lại sợ hãi mang xác phi tang? Bị cáo nói cho bà Hạnh uống thuốc giảm đau, nhưng theo giám định tử thi, trong dạ dày nạn nhân không có thành phần thuốc giảm đau mà là chất để bào chế thuốc chuột. Còn việc lấy hết tài sản của nạn nhân, bị cáo giải thích ra sao? Đến đây thì Hiếu im lặng không trả lời. Xét thấy hành vi của Hiếu là mất hết tình người, không còn khả năng cải tạo, lại còn khai báo quanh co không thành khẩn, nên hội đồng xét xử đã tuyên bác kháng cáo, giữ nguyên mức án tử hình đối với bị cáo này. Bản án tuyên xong, gã tử tù gục xuống và công an dẫn giải phải dìu gã ra xe về trại giam. Nhắc đến khu biệt giam tử tù hay buồng tử hình, người ta đều cảm thấy ớn lạnh, bởi đây là nơi mà các tử tù được giam giữ, chờ ngày trả giá cho tội ác mà mình đã gây ra. Có tử tù sợ hãi, thấp thỏm lo lắng, nhưng cũng có những tử tù họ đã đón nhận cái chết một cách bình thản. Thậm chí là họ còn tự chuẩn bị đồ đạc cho ngày thi hành án. Trong thời gian chờ chết, hầu hết các tử tù đều âm thầm tự chuẩn bị cho một cuộc ra đi. Một số tử tù cẩn thận tự chuẩn bị cho mình áo trắng, coi như là áo liệm, chuẩn bị găng tay, tất chân, loại bằng ni lông để sau này giữ được nguyên vẹn xương khi bốc mộ. Có người thì ngày ngày viết nhật ký vào lớp trong của chiếc áo khoác để sau này khi đi rồi thì còn có cái gì đó để lại cho gia đình. Trong những ngày cuối đời, tử tù Nguyễn Thị Hoa quê ở Sa Mấn, Điện Biên chủ yếu bói bài Tây xem ngày mai đã đến lượt mình chưa, rồi đọc kinh cầu nguyện, chắp tay trước ngực hàng giờ để khấn vái. Phạm nhân tử hình luôn ý thức được đến lúc họ phải ra đi, vì vậy họ chuẩn bị cho mình rất kỹ, từ tất tay tất chân, thậm chí là cả son phấn nếu là phụ nữ. Khi bị gọi dậy để chuẩn bị làm thủ tục thi hành án, họ tăm tắp sạch sẽ và cẩn thận nhưng có khi lại quên tất cả mọi thứ đã chuẩn bị. Nữ tử tù cũng xin cán bộ trại giam đừng niệm nằm sấp sau khi bị thi hành án, bởi họ sợ niệm sấp mặt thì không siêu thoát và ngày cúng dỗ không về được. Một số tử tù khác thì thường bán nhau rôm rả là khi chết xuống âm phủ làm nghề gì, nào là mở quán cà phê, sửa xe, vân vân. Thế nhưng vẫn có người nói, xuống đấy nếu có hàng trắng thì lại buôn. Tử tù Trừ Văn Sơn, sinh năm 1959, ở thị trấn Nho Quan, Ninh Bình, cũng là người được thủ tục để xông đất phòng tiêm thuốc độc năm 2013. Nổi tiếng cờ bạc và đều giả, Sơn gây ra nhiều vụ xin đều làm tiền, người dân nào dám không chào hắn. Cờ bạc cai cú đã biến Sơn thành kẻ lạnh lùng tàn độc ngay cả với người thân. Bố mẹ đẻ Sơn cũng nhiều lần bị hắn chửi bới, còn với anh chị em thì hắn dùng nắm đấm để nói chuyện. Đã hơn một năm trôi qua, cảnh Sơn cầm dao rượt đuổi chém vợ, người làm và mẹ vợ vẫn còn ám ảnh người dân phố chợ. Sơn trở thành mối họa cho tất cả người dân trong khu phố, mà điển hình là lần suýt chết của bố con ông hàng xóm. Chỉ vì cạnh tranh trong việc bán hàng ăn, Sơn âm thầm hại ông Hùng bằng cách đợi nhà bên mở cửa dọn hàng thì từ tầng trên hắn bê cây cảnh ném thẳng xuống đầu bố con ông Hùng khiến họ tổn hại 41% sức khỏe. Sau lần đó thì Sơn bị vợ bỏ. Nắm tiền mấy trăm triệu đồng có từ việc chia tài sản cũng chỉ giúp Sơn sống vung vít được khoảng một năm trong Sài Gòn. Hết tiền, hắn quay về quê. Không tiền, không con, Sơn đổ lỗi cho vợ gây ra nông nỗi đau khổ cho hắn, nên ngày nào Sơn cũng kiếm cớ khủng bố tinh thần chị Thìn. Đỉnh điểm của sự hành hạ là lần Sơn xách dao đòi dạy người làm thuê cho chị Thìn, đòi đâm vợ để dạy dỗ và đâm mẹ vợ vì không biết dạy con.
những nhát dao điên cuồng thù hận đã khiến hai người phụ nữ bị thương và một người đàn bà lớn tuổi chết tức tưởi. Không dừng lại ở đó, suốt hành trình chạy trốn, Sơn liên tục nhắn tin gọi điện thoại khủng bố vợ, dọa sẽ giết hết anh em đằng vợ để trả đũa. Ngày thường sống vô cảm với mọi người vậy, nhưng khi phải đối mặt với cái án tử, không biết sẽ phải ra đi lúc nào, kẻ mang danh họ Chí này lại hoang mang tột độ. Anh ta thanh minh rằng lúc cầm dao chém vợ là vì tức quá, nên khi thấy mẹ vợ, hắn ta chỉ muốn giết thật nhiều cho hả giận. Từ tù Nguyễn Công Dụng, tức Nguyễn Tiến Công 49 tuổi, ở xã Bình Bộ, huyện Phú Ninh, Phú Thọ thì nhất quyết từ chối gặp mặt khi vợ con đến thăm nuôi theo quy định, kể cả vào những ngày trong buồng biệt giam. Sau đó khi nhận quà tiếp tế và những lời hỏi thăm của vợ từ quản giáo, từ tù này lại ôm mặt khóc rưng rức. Trước khi chết, Dụng viết một lá thư gửi về nhà cho vợ con để mong được tha thứ. Chỉ vì mâu thuẫn nhỏ mà Nguyễn Công Dụng, tức Nguyễn Tiến Công 49 tuổi, ở xã Bình Bộ, huyện Phú Ninh, tỉnh Phú Thọ đã ra tay sát hại 4 người. Không dừng lại ở đó, Dụng còn quay lại châm lửa đốt nhà của nạn nhân rồi bỏ trốn. Sau 5 giờ đồng hồ gây án, Dụng đã bị công an huyện Phú Ninh, tỉnh Phú Thọ bắt giữ. Dụng cúi đầu khai nhận mọi hành vi tàn ác của mình. Sau phiên tòa sơ thẩm, bản án tử hình dành cho Dụng được tất cả mọi người đồng tình. Những ngày tháng ở trong phòng biệt giam với 4 bức tường lạnh lẽo, Dụng nói rằng có những lúc nghĩ về vợ con và gia đình khiến anh ta đau đớn hối hận đến trào nước mắt. Tuy nhiên, một điều đặc biệt là hàng tháng vợ con đến thăm nuôi theo quy định nhưng Dụng nhất quyết từ chối gặp mặt. Nhận những gói quà tiếp tế, nghe cán bộ quản giáo truyền lời hỏi thăm từ người thân, gã tử tù lại ôm mặt khóc rưng rức trong phòng giam. Dụng bảo gã là một người chồng, người cha tồi tệ nhất, cả đời chỉ làm khổ vợ con. Nay cuộc sống chỉ được tính bằng ngày mà cũng phải để vợ con phải lo lắng. Dụng muốn vợ con coi mình như đã chết, không hề tồn tại trên cõi đời, không phải bận tâm đến mình nữa thì cuộc sống của họ sẽ nhẹ nhàng hơn. Đó chính là lý do Dụng không muốn gặp mặt vợ con và người thân. Khác với những tử tù khác trong trại giam, Dụng trầm tính, cư xử đúng mực, điềm tĩnh và chấp hành tốt nội quy của trại. Dụng coi cán bộ quản giáo của trại giam là người thân để chia sẻ những tâm tư suy nghĩ để có được những ngày cuối đời êm đềm hơn chứ không hề phá phách chống đối. Lần lại vụ án kinh hoàng 4 năm về trước, vào ngày 23 tháng 6 năm 2010, Dụng mang dao phóng lợn đến nhà anh Nguyễn Công Chính, 47 tuổi, giết hại 4 người, gồm anh Chính và vợ là chị Hán Thị Chi, 45 tuổi, chị Cao Thị Thơm, 36 tuổi và con chị Thơm là cháu Ngô Đức Thịnh, 14 tuổi, rồi phóng hỏa đốt nhà nạn nhân. Giữa Dụng và anh Chính có mâu thuẫn từ một vụ trộm cắp xảy ra vào năm 1985. Năm 1993, anh Chính đi tù, ở nhà, Dụng và chị Chi có quan hệ tình cảm. Dụng đã nhiều lần khuyên chị Chi bỏ chồng đi theo mình, nhưng chị Chi không đồng ý. Từ mối hận thù cá nhân và mâu thuẫn trong tình yêu, Dụng đã gây ra vụ thảm án trên. Ngày phiên tòa xét xử sơ thẩm, biết tội ác của mình sẽ nhận bản án cao nhất, trước khi lên xe thùng về phòng biệt giam chờ ngày trả án, Dụng chỉ nói với vợ. Tội của anh không ai cứu được đâu. Em cố gắng dạy con nên người và tha thứ cho anh. Cuộc đời của Dụng gắn liền với tội ác không thể tha thứ. Giờ đây, khi cuộc đời đang dần đi đến hồi kết, Dụng mới cảm nhận được lỗi lầm của mình đã gây ra cho gia đình. Dụng bảo đã sẵn sàng cho ngày đi thi hành án, nhưng trước khi chết, Dụng muốn viết một bức thư gửi về nhà cho vợ con. Dụng sẽ kể hết tất cả mọi việc mình đã phạm phải với mong muốn được vợ tha thứ. Vì không chung thủy đã lằng nhằng với người đàn bà khác, chạy theo một cuộc tình ngang trái để rồi đánh mất hạnh phúc của mình. Anh ta mong các con tha thứ cho người cha tội lỗi. Những ngày sống trong trại giam, Dụng tâm sự rằng điều mà anh lo lắng nhất là những đứa con của mình sẽ sống ra sao khi không có hình bóng của người cha bên cạnh. Từ tù này mong các con sống thật tốt, hoàn thiện bản thân là người có ích cho xã hội, học hành thành đạt để có điều kiện chăm sóc người mẹ đau khổ và đền bù những mất mát cho gia đình các nạn nhân. Trong những ngày ở buồng biệt giam, chờ thi hành án, tâm lý hành động của các tử tù luôn có những thay đổi khó lường. Có tử tù thì liên tục bỏ bữa, lại có tử tù tìm cách tự sát. Đại úy Lê Trung Hà, quản giáo trại tạm giam số 1 của Công an Hà Nội, người trực tiếp trông coi tử tù Nguyễn Đức Nghĩa, cũng đã chia sẻ trên tờ Tri Thức Trực Tuyến. Điều khó nhất mà mỗi cán bộ quản giáo cần làm không phải là trông coi thể xác của phạm nhân, mà chính là nắm được phần hồn của họ, làm sao chạm được vào góc tâm hồn mà họ đang cố giấu. Tù nhân trong lao cũng có muôn hình vạn trạng. Có người bị mất ngủ, có người trở thành kẻ nói nhiều, nhưng đều có chung một thói quen, đó là nhìn sang ngoài chiếc cửa sổ
với hàng song sắt thẳng đứng. Vì khi bầu trời ngoài kia sáng lên, cũng là lúc họ bị giải đi tử hình. Sương sớm dần tan, sự tuyệt vọng trong lòng của những người tử tù dâng lên mãnh liệt. 6 giờ 30 phút sáng, sau khi ăn sáng và thay đồ xong, có người sợ đến mức tiểu tiện và đại tiện ra cả quần. Có người nằm mềm oặt trên sàn, người thì giả vờ sợ chết, vân vân. Còn có không ít người động viên lẫn nhau, thể hiện hào khí ngất trời, cho rằng cái chết chính là về với đất mẹ. Duy chỉ có một nữ tử tù khác hoàn toàn với số còn lại, cô ấy tên là Dịch Tiểu Mai, miệng lúc nào cũng ngân nga một bài hát thịnh hành ở quê hương Vân Nam. Khi tôi viết di thư, cô ấy chỉ hát mỗi một bài. Di thư của cô chính là lời bài hát đó. Hoan cảnh thính cho rằng cô gái nhớ nhung đến mối tình khó quên trước kia. Trái tim thiếu nữ, mây trời thu, có mấy buổi đêm buồn đau triền miên, có mấy buổi hừng đông, đong đầy vui vẻ. Hoan cảnh thính đưa di thư cho Tiểu Mai xem, hỏi cô còn bổ sung điều gì nữa không. Tiểu Mai không trả lời, cô tiếp tục ngân nga bài hát như cũ. Hát, rồi lại hát, nước mắt chợt lan dài trên má, từng giọt rơi xuống trang giấy, làm nhòe đi dòng chữ viết tay. Hoan cảnh thính chuẩn bị viết lại cho cô tờ khác, nhưng Tiểu Mai lại xé đôi bức di thư. Cô dường như không còn gì luyến tiếc với cuộc đời này. Trời đã sáng, sau bữa cơm nhẹ, Tiểu Mai đột nhiên muốn trang điểm, cô nói mình muốn ra đi trong xinh đẹp. Kẻ đôi chân mày, tô vài đường son môi, Tiểu Mai vẫn hát bản nhạc đó, cho đến khi cảnh sát giải cô lên xe, tiếng ngân nga dần nhạt nhòa, mất hút nơi xa. Tại Việt Nam, chuyện về những nữ tử tù luôn thu hút nhiều người, đặc biệt như câu chuyện về nữ tử tù Nguyễn Thị Phương Nga. Tuy đã đứng tuổi sinh năm 1976, nhưng nữ tử tù tại trại tạm giam công an tỉnh Sơn La vẫn toát lên vẻ xinh đẹp. Nga là con gái lớn trong gia đình, mẹ cô mất sớm, bố cô ở vậy nuôi ba đứa con với đồng lương thương binh khiêm tốn. Ngay từ nhỏ, Nga đã ý thức được trách nhiệm nặng nề của mình, nhất là mỗi khi trái gió trở trời, vết thương của bố tái phát. Dù đã đến tuổi trưởng thành, nhưng cô gái xinh đẹp vẫn chưa có một mảnh tình vắt vai. Không phải là Nga chưa nhận được lời tán tỉnh của các chàng trai, mà bởi vì trong cô chỉ có một khát khao, ấy là tìm được việc làm, đỡ đần cha, hoàn thành việc nuôi các em ăn học trước khi nghĩ tới chuyện cho riêng mình. Chính vì suy nghĩ thế mà năm 2006, sau một đêm ở Hạ Long tìm việc làm nhưng thu nhập không được nhiều. Nhân dịp em trai thi đỗ đại học ở Hà Nội, Nga cũng theo em ra, nhận làm đại lý cho hãng sữa tươi Ba Vì tại đó. Gian hàng của cô tuy nhỏ nhưng gọn ghẽ trong một con ngõ nhỏ của quận Thanh Xuân, nơi cô vừa để trưng bày sản phẩm, vừa là để sinh sống. Nga không biết rằng có một thanh niên nhà gần đó, ngay từ giây phút đầu tiên đã bị sức sống tươi trẻ của cô hút hồn. Người thanh niên ấy là Ngô Minh Tâm, một kẻ nghiện ma túy, nhưng vì kinh tế khá giả nên có bề ngoài béo đẹp chứ không teo tóp cáu bẩn như những con nghiện khác. Mê mẩn trước vẻ đẹp chân chất của cô gái bán sữa, tối nào Tâm cũng đến cửa hàng của cô lấy cớ mua vài chai sữa cái bánh ngọt để có cơ hội trò chuyện với chủ quán. Ban đầu, Nga khá dè dặt khi tiếp chuyện với Tâm, nhưng rồi những câu chuyện không đầu không cuối giữa hai người trẻ tuổi đã khiến họ trở nên thân mật. Nhiều lần, Tâm ngỏ lời yêu nhưng chưa được Nga đồng ý vì lý do cần phải kiếm tiền để nuôi em. Song Tâm vẫn không bỏ cuộc, để rồi hơn một năm sau, cô mới nhận lời khi biết Tâm là thợ sửa chữa ô tô, thu nhập ổn định. 20 tuổi mới biết thế nào là rung động đầu đời, Nga ngây ngất trong tình yêu khi nghe được lời hứa của Tâm rằng sẽ giúp cô hỗ trợ bố nuôi em, cô càng thấy cảm phục người yêu hơn. Nghe lời Tâm, Nga thôi bán hàng, chuyển về ngôi nhà bố mẹ Tâm xây cho con trai ở phường Khương Đình, quận Thanh Xuân, quán xuyến việc nội trợ, còn Tâm đi làm. Thì thoảng, Tâm lại lấy ô tô của gia đình, nói là đưa người yêu đi đổi gió để đưa cô lên các vùng núi cao của tỉnh Sơn La. Trong lúc Nga mở rộng thả hồn với mây trắng núi non, mải mê chụp cảnh đẹp thì Tâm đi tìm hàng trắng để hút và mang về Hà Nội bán. Tuy nhiên, dù Tâm có kín đáo đến đâu thì cuối cùng Nga cũng biết anh ta nghiện và việc anh ta đang làm. Bàng hoàng hững hụt, Nga rơi vào trạng thái không biết bấu víu vào đâu bởi cô chót ăn ở với người yêu và chuyện làm đám cưới cũng đã được hai bên gia đình bàn tới. Không dám tâm sự với bố vì sợ làm bố lo lắng, Nga chỉ biết khóc vụng. Tuy nhiên, cô vẫn không nguôi hy vọng sẽ dùng tình yêu cảm hóa Tâm nên nhiều lần Nga tỉ tê khuyên Tâm đi cai nghiện. Thế nhưng, chính cô lại là người bị Tâm thuyết phục lại rằng chỉ làm vài chuyến nữa thôi, sau khi kết hôn, Tâm sẽ cai nghiện và giải nghệ.
Tin vào người yêu, Nga chỉ đủ tỉnh táo để nghĩ rằng nếu mình không một lần xách túi ma túy, chưa bao giờ cầm tiền đưa cho bạn hàng và cũng chẳng khi nào sử dụng số tiền ấy thì sẽ không phạm tội. Mặc dù thế, nhưng mỗi khi Tâm mang hàng đi Lạng Sơn, mình Nga trong căn phòng trống vắng, cô lại thấy thương Tâm vô hạn vì nghĩ rằng việc anh ta xông vào chốn nguy hiểm là vì hạnh phúc sau này của hai người. Cô đã mừng đến chảy nước mắt khi người yêu thông báo sẽ đi chuyến hàng cuối cùng rồi hoàn lương, nhưng điều đó đã mãi mãi không thực hiện được vì Tâm bị công an Trung Quốc bắt giữ cùng với túi ma túy. Không thấy người yêu trở về như đã hẹn, Nga biết điều xấu nhất đã xảy ra, song điều khiến cô sợ hãi nhất là không biết phải xoay sở làm sao. Với gói hàng gồm 4 bánh ma túy mà Tâm cất trong nhà bảo là trả lại vì chất lượng xấu. Nga nghĩ đến cách đẩy gói hàng trên cho những người bạn làm ăn của Tâm, nhưng vì chưa lần nào cô có ý định mua bán ma túy nên không có số điện thoại của những người tiêu thụ. Lục tìm trong đống giấy tờ của Tâm, Nga tìm được số điện thoại của một phụ nữ tên là Trần Lan Hương, nhà ở Bãi Phúc Xá. Nga biết Hương bởi một vài lần cùng Tâm lên Sơn La, cô gặp Hương ở chỗ mua hàng nhưng chẳng mấy khi trò chuyện. Khi nghe cô gọi điện thoại bảo là muốn bán 4 bánh ma túy, Hương đã đồng ý mua lại. Nga đâu biết rằng tuy là đồng bọn của nhau nhưng khi nghe tin Tâm bị bắt, Hương đã lập kế hoạch để cướp lại gói hàng từ tay Nga. Theo kế hoạch, Hương bảo hai tên đồng bọn chờ sẵn ở điểm mà cô ta hẹn giao nhận hàng với Nga để khi Nga cầm túi ma túy tới, Hương nháy vào máy điện thoại của Nga và trong lúc Nga cúi xuống lấy điện thoại thì đồng bọn của Hương đã lao ra cướp hàng. Người yêu bị bắt, hàng bị cướp, Nga không được yên thân khi đồng bọn của Tâm ở Sơn La liên tục gọi điện xuống, thúc cô trả nợ thay với những lời lẽ hăm dọa. Sợ hãi, Nga đã làm theo chỉ dẫn của chúng là lên Sơn La lấy ma túy, đưa ra cửa khẩu cho đối tác. Lần đầu tiên chót lọt nhưng nợ vẫn chưa hết. Lần thứ hai, Nga lại nhắm mắt làm liều. Trong thâm tâm của cô lúc đó, chỉ mong sao xóa được hết nợ cho người yêu để Tâm có thể thoát nạn trở về, không bị chúng hỏi tội. Cô không ngờ đó cũng chính là chuyến đi định mệnh của đời mình. Ngày 28 tháng 8 năm 2008, khi Nga được tên đồng bọn là Nguyễn Tiến Dũng hộ tống mang 3 bánh ma túy về đến Trương Mỹ, Hà Nội thì bị bắt quả tang. Với hành vi mua bán 10 bánh ma túy, trong đó 4 bánh bị cướp, 3 bánh bị bắt quả tang, chưa kể tới 14 lần đi với người yêu, Nga bị Tòa án Nhân dân tỉnh Sơn La kết án tử hình. Chơi với khi nghe tòa tuyên án, Nga rơi vào hoảng loạn vì không nghĩ rằng kết cục đời mình lại tàn khốc như vậy. Trong lá đơn gửi Chủ tịch nước xin tha tội chết, Nga đã bộc bạch rất thật nỗi lòng của mình. Cô cho rằng vì quá mù quáng, tin tuyệt đối vào người yêu và sống hết mình với mối tình đó nên cô đã lầm lạc. Trong thư của cô có đoạn: "Khát khao cuộc sống của tôi chưa bao giờ mạnh mẽ như bây giờ. Trước kia tôi lầm tưởng rằng chỉ có tình yêu đôi lứa mới xứng đáng để mình hy sinh tất cả. Vì lẽ đó mà tôi đã sa chân vào con đường ma túy lúc nào không hay. Tôi lầm tưởng rằng chồng chưa cưới của tôi buôn bán ma túy cho người Trung Quốc để kiếm tiền xây đắp hạnh phúc cho tình yêu của chúng tôi thì không hại gì đến người dân Việt Nam." Mù quáng và suy nghĩ lệch lạc đã khiến một cô gái xinh đẹp như Nga lạc lối. Những ngày tạm giam ở Sơn La chờ bị đưa ra xét xử, Nga vẫn tin rằng cô không đến nỗi bị khép tội chết vì không hại gì đến người dân Việt Nam. Và việc cô vào tù chỉ làm hoen ố danh dự gia đình, làm bố và hai em xấu hổ. Chính vì thế mà khi tòa án tuyên phạt mức án cao nhất, Nga đã ngất lịm trước vành móng ngựa vì bất ngờ và hoảng sợ. Những ngày sau đó, cô gần như hoàn toàn không ý thức được hiện tại, không phân biệt được khi nào là ngày, khi nào là đêm. Chẳng biết vì quá sợ hãi hay vì tâm can có nhiều điều giằng xé mà từ khi vào phòng giam đặc biệt, Nga tàn tạ tới thảm hại. Những lúc tỉnh táo, Nga vật vã khóc lóc, thương bố và hai em rồi im lìm như cái bóng, ai hỏi gì cũng ngơ ngác sợ sệt. Những lời động viên của bạn tù, lời an ủi của quản giáo chỉ làm Nga bớt dần sự hoảng loạn chứ không thể giúp cô trở lại bình thường. Dù đau đớn vì đứa con gái lớn vướng vòng lao lý, xấu hổ với họ hàng, nhưng người cha thương binh từng làm rạng danh tổ tông với 2 tấm huy chương kháng chiến đã không bỏ rơi Nga. Từ Quảng Ninh, ông chống gậy lên Sơn La thăm con, kéo con về với hiện thực bằng những lời động viên kèm theo 4 quyển kinh nhà Phật. Nhìn thấy cha, Nga ôm mặt khóc vì tủi thân và ân hận. Cô ôm tập kinh mà cha đưa một cách vô thức về phòng giam như chưa hiểu hết ý sâu xa của cha mình. Mỗi khi để giết thời gian, để không phải nghĩ ngợi, Nga lại dở quyển kinh ra đọc, để rồi càng đọc càng thấy cuốn hút, càng thấy tâm hồn đỡ bị xáo trộn. Theo lời tâm sự của cô thì giờ cô đã thuộc lòng số quyển kinh mà cha gửi cho.
Hôm nào cũng thế, khi màn đêm bắt đầu buông xuống, Nga lại mang kinh ra, lầm rầm đọc đến khi tiếng chim lảnh lót đầu nhà báo hiệu ban mai tới, thì cũng là lúc cô đọc tới trang cuối. Hơn một năm như thế đã trôi qua, Nga không còn muốn tuyệt thực để chết, cũng không còn rơi vào trạng thái hoảng sợ khi thấy quản giáo xuất hiện như trước nữa, mà đã tĩnh tâm hơn. Cô đã biết chấp nhận số phận, song vẫn khao khát được tiếp tục sống để trở thành người lương thiện. Trong cuộc trò chuyện dịp cuối năm vừa qua, Nga thổ lộ rằng vẫn còn rất yêu người đàn ông mà vì anh ta cô phải mang án tử. Nhưng nếu được tha tội chết, cô sẽ cải tạo thật tốt để còn có cơ hội tìm gặp người yêu. Cô không tin tưởng rằng sẽ được tha chết, nhưng trong tiềm thức cô luôn hy vọng rằng khát vọng sống của cô sẽ làm nên điều kỳ diệu. Nga bảo nếu có phải chết thì đó cũng là số phận, là ngày tận thế của cô và cô sẽ chấp nhận. Nước mắt ướt nhòe bên gò má mịn màng, trắng hồng. Nga chỉ mong sau bát canh khoai sọ mà bố cô hứa sẽ mang vào cho cô sau lần đầu tiên lên thăm đừng đến với cô quá trễ. Thưa quý vị, trong cuộc đời này, đến lúc ai đó đã biết nói được hai từ giá như thì dường như đều đã không còn lối quay về. Đối với những tử tù, kẻ chịu tội bản án của pháp luật cũng như vậy. Mọi tội ác đều phải trả giá trước pháp luật, mà bản án pháp luật thì dễ trả. Bản án lương tâm sẽ đeo đẳng dày vò những kẻ phạm tội đến phút cuối đời. Đó cũng là bài học cảnh tỉnh mà chúng tôi muốn gửi đến quý vị. Trong cuộc đời này, đến lúc ai đó đã biết nói được hai chữ giá như, thì dường như đều đã không còn lối quay về.